Bộ Y tế xin đừng chần chừ, chậm chế sẽ phải trả giá rất đắt. Đi lại giữa Đà Nẵng và Quảng Nam rất gần nhưng quá tốn thời gian. Xác minh phản ánh về đường dây tiêm vaccine COVID-19 thu phí ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết của bản tin cập nhật ngày 11 tháng 10 của DKN TV. Bộ Y tế xin đừng chần chừ, chậm trễ sẽ phải trả giá rất đắt. Thưa quý vị, loạn giá ký tết, chi phí xét nghiệm là vấn đề gây bức xúc dư luận vừa qua. Mỗi nơi một giá một kiểu, thiếu hướng dẫn cụ thể, rõ ràng khiến các địa phương vốn có tâm lý lo ngại về việc mua sắm các sinh phẩm xét nghiệm này lại càng e ngại hơn. Ở thời điểm hiện tại, phía các cơ quan chức năng vẫn đang lúng túng đưa ra quy định, hướng dẫn cụ thể. Bộ Tài chính thì khẳng định bình ổn giá tết xét nghiệm là trách nhiệm của Bộ Y tế cơ quan quản lý chuyên ngành giá trong lĩnh vực y tế. Bộ Y tế thì cho biết, đang lấy ý kiến thông tư hướng dẫn chi phí xét nghiệm, công tác thành kiểm tra cũng chưa cho ra kết quả. Trước đó, theo Bộ Y tế, cơ quan này đã cấp phép cho 97 loại kit test COVID-19 các loại. Trong đó, riêng kit test nhanh giá công bố từ 78-200.000 đến 200 nghìn đồng trên một kit test. Giá trúng tàu phổ biến tại bệnh viện địa phương khoảng 135.000 đồng một trên một kit test. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp khẳng định có thể nhập giá thấp hơn. Giá kit test đương nhiên khác nhau tùy theo chủng loại, xuất xứ, chất lượng và thời điểm, kể cả chi phí trung gian. Hiện Bộ Y tế đã công khai chủng loại, giá các loại kit test được cấp phép. Tuy nhiên, việc mua như thế nào, quy trình cụ thể ra sao để hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất cho ngân sách lại chưa có hướng dẫn. Vậy, Bộ Y tế nên và sẽ tiếp tục phải làm gì? Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, về các loại test PCR và test kháng nguyên, Bộ Y tế cần thông báo rộng rãi trên cổng thông tin của Bộ để yêu cầu toàn bộ các nhà cung cấp các sản phẩm này trên thế giới, bao gồm cả hãng được cấp phép vào Việt Nam và các hãng chưa được cấp phép đưa sản phẩm vào Việt Nam. Thông báo cụ thể về năng lực doanh nghiệp, sản phẩm test Covid mà doanh nghiệp có về tiêu chí kỹ thuật, nước sản xuất và các chứng nhận quốc tế, năng lực sản xuất và cung ứng sản xuất theo thời gian, điều kiện giao hàng, thanh toán bảo quản. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế, Tổng hợp thông tin và kết nối các cơ quan chức năng để từ đó đưa ra thông báo công khai về giá các sản phẩm ở mức thấp nhất trong các nhóm tương ứng về chất lượng sản phẩm, nước sản xuất và mỗi 3 tháng trên một lần lại cập nhật các thông tin mới về giá. Về số lượng các loại Tết cần chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau trong trạng thái bình thường mới, Bộ cần tổng hợp gấp các kế hoạch từ các địa phương và các báo cáo trung ương về nhu cầu Tết kháng nguyên và PCR, từ đó xây dựng kế hoạch cho toàn quốc và đề xuất giải pháp tối ưu cho việc mua sắm này. Đối với các hướng dẫn cụ thể, các địa phương mua sắm, Bộ có thể giao cho một đơn vị của Bộ đấu thầu các sản phẩm. Trên cơ sở đó, các đơn vị địa phương có thể áp dụng các kết quả đấu thầu này để mua sắm. Các địa phương cũng có thể căn cứ trên bảng giá công khai của Bộ và các thông số kỹ thuật và điều kiện đi kèm, chủ động bàn bạc với các nhà cung cấp để lựa chọn nhà cung cấp sản phẩm. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phòng chống dịch. Trong bối cảnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, việc xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp, đáp ứng kịp thời yêu cầu về thiết bị vật tư y tế là rất cần thiết. Chậm một phút sẽ phải trả giá rất đắt, thậm chí bằng sinh mạng. Đi lại giữa Đà Nẵng và Quảng Nam rất gần nhưng quá tốn thời gian. Thưa quý vị, thời gian qua nhiều người dân bức xúc rằng khi từ vùng xanh ở Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam thì không cần phải có giấy xét nghiệm. Khi trở ra Đà Nẵng thì buộc phải có giấy xét nghiệm. Bức xúc hơn cả là các trường hợp người thường xuyên qua lại giữa hai tỉnh như trường hợp của chị Thu Hạnh trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Làm việc tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phải chờ làm các thủ tục khi quay lại thành phố. Chị Hạnh cho biết Nhà chị đến nơi làm việc chỉ cách 1 km, nhưng ba ngày một lần phải tốn tiền và thời gian đi xét nghiệm. Mấy hôm nay, người đi lại nhiều, có thời điểm tôi mất đến 3 tiếng để lấy kết quả xét nghiệm vì có lần bốc số thứ tự phải chờ 200 lượt mới tới mình xét nghiệm. Đó là chưa kể, mỗi tuần, hai lần phải tốn gần 500.000 đồng để xét nghiệm, chị Hạnh bức xúc. Bức xúc hơn cả, theo chị Hạnh, là việc tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện cho công dân Đà Nẵng vào làm địa bàn mà không yêu cầu xét nghiệm. Nhưng khi ra lại chính nơi cư trú của mình thì buộc phải có giấy xét nghiệm. Theo ghi nhận của báo tuổi trẻ tại chốt kiểm soát Hòa Phước do Đà Nẵng quản lý, ngoài việc có kết quả xét nghiệm âm tính thì người dân phải thực hiện một số thủ tục liên quan. Cụ thể có 3 chốt kiểm soát liên tiếp trên đoạn đường 3 km do Đà Nẵng lập để quản lý đối với người từ phía Nam vào thành phố. Trường hợp người Quảng Nam khi vào Đà Nẵng bằng phương tiện ô tô, khi qua chốt thứ nhất phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tại đây khi xuất trình giấy tờ được cán bộ kiểm soát cho qua sẽ đi vào khu vực khai báo y tế và quét mã QR code theo ứng dụng riêng Đà Nẵng Smart City của thành phố Đà Nẵng. Sau khi quét mã QR code, người dân mới nhận được phiếu kiểm soát phương tiện. Loại giấy này nhằm để chốt kiểm soát thứ hai và thứ ba cho qua. Theo ghi nhận, do đây là chốt quốc lộ 1 có nhiều phương tiện luồng xanh nên thường xuyên quá tải. Và giờ cao điểm, người dân từ Quảng Nam vào phải mất 30 phút đến 1 tiếng mới xong các thủ tục này. Quá tải ở cơ sở xét nghiệm tỉnh Quảng Nam. Khu vực xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, ngày 11 tháng 10 có rất đông người đến test nhanh COVID-19 nhằm lấy giấy xét nghiệm trước khi trở lại Đà Nẵng. Do lượng người vào đây xét nghiệm quá đông, nhiều người phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ mới lấy được kết quả để ra chốt kiểm soát qua địa phận Đà Nẵng. Ông Mai Đức Mười, năm 3 tuổi, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, cùng nhóm bạn thợ xây của mình trong sáng cùng ngày phải ra Đà Nẵng làm việc nên vào đây để xét nghiệm. Mỗi lần về rồi ra phải xét nghiệm tốn 200.000 đồng. Những người lao động như tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng hôm nay mất một buổi để có giấy xét nghiệm. Ông Mười tâm sự. Trong dòng người chờ xét nghiệm để ra Đà Nẵng, có những người lao động nghèo khó ra thành phố này để mưu sinh, kiếm sống, làm các nghề như thợ xây, bán rau, buôn bán. Có người từ vùng vàng, xanh ở Đà Nẵng vào Quảng Nam thì thuận lợi. Khi ra lại thành phố này thì buộc phải có giấy xét nghiệm. Nhiều người khác cho biết, mặc dù có người đã tiêm đủ hai mũi vaccine, ở khu vực không có ca bệnh cộng đồng, nhưng khi vào thành phố Đà Nẵng, tất cả đều buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính mới qua được chốt. Xác minh phản ánh về đường dây tiêm vaccine COVID-19 thu phí ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sáng 11 tháng 10, một số thông tin về một đường dây tổ chức tiêm vaccine COVID thu lợi bất chính từ 1 đến 4 triệu đồng cho mỗi lần tiêm thành công được truyền thông đăng tải. Theo phản ánh, sự việc được cho là xảy ra ở tại hai điểm tiêm trường tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi và Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, cùng ở phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức người móc nối tiêm vaccine tự xưng là tình nguyện viên chống dịch và hoạt động theo nhóm. Để thực hiện chốt lọt, nhóm tổ chức tiêm vaccine thu phí được cho là chuẩn bị sẵn giấy xác nhận tiêm chủng để qua mặt cơ quan chức năng khi bị kiểm tra. Đáng chú ý, giấy này được đóng mộc và có in tên của bác sĩ tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức. Sáng 11 tháng 10, phản hồi với báo dân trí về sự việc trên, bác sĩ Trần Văn Khanh, giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, ông đã nắm được thông tin từ báo chí Trước câu hỏi vì sao người được phản ánh móc nối tiêm vaccine và thu tiền, lại có giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19, tiêm do bác sĩ Lê Văn Thịnh cấp, bác sĩ Khánh lý giải. Vì lực lượng hỗ trợ tiêm quá mỏng nhưng lại có hàng chục điểm tiêm, với số lượng lên đến hàng trăm người nên bệnh viện đã in sẵn giấy. Giấy này được bệnh viện chuyển cho Ủy ban phường Thảo Điền quản lý khi tiến hành tiêm chủng. Vài ngày trước khi phát hiện sự việc, ông Khánh khẳng định, với giấy xác nhận tiêm vaccine nếu còn trống, nhân viên y tế trực tiếp phụ trách tiêm chưa điền thông tin thuốc, ngày giờ tiêm thì không có giá trị. Nếu ai cố tình tự điền vào thì người đó làm sai, bác sĩ Khanh nói. Trong sáng 11 tháng 10, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, chủ tịch phường Thảo Điền thành phố Thủ Đức nói với báo dân trí, địa phương đang xác minh sự việc báo chí phản ánh, sau khi điều tra xong sẽ phản hồi chi tiết sau. Về hai địa điểm tiêm được cho là có sự việc, ông Tuấn cho biết những nơi này tiếp tục tiêm chủng cho người dân. Thưa quý vị, Đài sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại